Vâng, xin chào toàn thể tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng tôi rất là muốn cái chia sẻ với toàn thể các bạn, các đồng chí về cái nội dung đấy là chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian tới, gần như là trong hơn 10 năm trở lại đây thì sẽ vắng bóng cái sự xuất hiện của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Vũ Đức Đam. Hai đồng chí có thể nói là rất là năng động, làm nên cái chính phủ Việt Nam và lãnh đạo đất nước Việt Nam phát triển tất cả mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế, về chống dịch và các vấn đề xã hội. Trong 10 năm qua, rất nhiều nhà lãnh đạo chúng ta đã thể hiện được cái tài năng của mình. Tuy nhiên là rất nổi bật về trong chính phủ thì đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Vũ Đam đã làm được nhiều cái mà có thể nói là không tưởng, không chỉ trong Việt Nam mà cả thế giới ghi nhận. Vậy ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ về cái quãng thời gian 10 năm của đồng chí Vũ Đam và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, và hai đồng chí sẽ đi, cái nội dung chính là sẽ đi vào ngày nào, tức là sẽ rời vị trí ở chính phủ sẽ ngày nào. Khả năng này rất là cao, bởi vì chúng ta biết rồi, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thì được giới thiệu sang hội đại biểu của chủ tịch nước, còn đồng chí Vũ Đam thì công tác ở chính phủ là 10 năm rồi, làm phó chính phủ 8 năm, còn công tác ở chính phủ thì là hơn 10 năm. Thì cho nên là để mình tiếp tục đảm nhiệm vị trí này thì rất là ít xảy ra, và chúng tôi muốn chia sẻ một nội dung để tất cả mọi người các bạn mà tham khảo thôi. Đây là cái quan trọng nhất chúng tôi muốn chia sẻ, và một thông tin để chúng ta nắm, tránh trạng mà chúng ta đọc hoặc là xem nhiều cái nội dung xuyên tạc gây ảnh hưởng đến cái niềm tin của chúng ta đối với hệ thống chính trị của toàn thể dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ giới thiệu cái quy trình miễn nhiệm chúng hai vị trí đồng chí Nguyễn Phúc và đồng chí Vũ Đam phải được miễn nhiệm thì mới rời khỏi chính phủ để công tác vị trí khác được. Đấy, sau hơn 10 năm. Về cái quy trình chúng tôi xin phép giới thiệu nhiều nội dung, và giới thiệu hai cái lớn hơn ngay về quy trình và thời gian miễn nhiệm. Về quy trình thì các đồng chí và các bạn phải hiểu thế này: đầu tiên phải miễn nhiệm đấy, sau khi miễn nhiệm xong thì giới thiệu nhân sự, cái thứ hai là giới thiệu nhân sự, cái thứ ba là bầu chức danh đấy, cái thứ ba bầu chức danh, cái thứ tư là công bố kết quả. Sau cái bầu danh kiểm phiếu thì sẽ công bố kết quả, công bố kết quả xong đồng chí sẽ miễn nhiệm, à xin lỗi các mọi người, là được tuyên thệ nhận chức và được Quốc hội phê chuẩn. Đấy là năm cái bước cơ bản nhất, năm bước chính nhất đối với các đồng chí mà lãnh đạo chủ chốt sau khi mà hết nhiệm kỳ và được miễn nhiệm. Và cụ thể thời gian quy trình thì là ngày 23 tháng 3 là ngày sẽ chốt nhân sự, công tác nhân sự. Như vậy là sau ngày 23 tháng 3 thì ai được giới thiệu, không được giới thiệu sẽ chốt cụ thể đấy, sẽ định hình nhân sự cố định đấy. Đến ngày 24, tức là sau đấy một ngày thì kỳ họp quan trọng nhất của Quốc hội sẽ dự kiến là sẽ bắt đầu vào trong vòng 2 tuần. Như vậy chúng ta có thể biết là thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái lãnh đạo mới hoặc là những người lãnh đạo tái đắc cử để tiếp tục lãnh đạo con thuyền cách mạng, con thuyền của Đảng chúng ta tiếp tục gặt hái những thành công trong thời gian tiếp theo. Và cái thời gian miễn nhiệm cụ thể như sau: đầu tiên thì miễn nhiệm bất kỳ vị trí nào lúc đầu tiên phải là Quốc hội miễn nhiệm trước, bởi vì sau này Quốc hội sẽ là cái cơ quan để phê chuẩn, nên là bao giờ cũng phải miễn nhiệm Quốc hội trước. Và ngày 30 tháng 3 năm 2021 sẽ miễn nhiệm chủ tịch Nguyễn Đức Công Nhân, và cũng tương tự miễn nhiệm xong thì giới thiệu nhân sự, tự nhiên nhân sự xong thì bầu đấy. Đấy, đến sau đấy một ngày là ngày 31 thì sẽ công bố kết quả về chủ tịch Quốc hội mới và tuyên thệ nhận chức. Như vậy là ngày 31 tháng 3 chúng ta sẽ có chủ tịch Quốc hội mới. Cái nội dung chúng tôi chia sẻ đây lấy thông tin ở những cổng thông tin điện tử chính thức, nên là mọi người được tham khảo những nội dung là cơ bản là rất là chính xác. Cái tiếp theo là về Thủ tướng Chính phủ thì được miễn nhiệm ngày 1 tháng 4. À, như vậy là đồng chí Nguyễn Văn Phúc sẽ được chỉ công tác làm Thủ tướng Chính phủ đến ngày mùng 1 31 tháng 3 năm xin lỗi các bạn, 31 tháng 3 năm 2021 thôi. Đấy, đồng chí Nguyễn Phúc được miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự mới đấy. Thì sau đấy 4 ngày sẽ công bố Thủ tướng mới và tuyên thệ nhận chức. Như vậy đến ngày mùng 5 tháng 4 chúng ta sẽ có Thủ tướng Chính phủ mới của nhiệm kỳ mới, hoặc có thể là tái đắc cử, tuy nhiên là chúng ta gọi là Thủ tướng Chính phủ của nhiệm kỳ mới. Đấy, đối với Phó Thủ tướng Chính phủ, ví dụ là Vũ Đam thì ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021 thì sẽ miễn nhiệm các Phó Thủ tướng, trong đấy có đồng chí Vũ Đam. Như vậy là hình ảnh đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đam 19 10 năm qua thì sẽ chỉ còn lại trong những cái ký ức của nhiều người, và cái tên Phó Thủ tướng Vũ Đam gần như là rất là thân thuộc, thân quen với mỗi chúng ta. Thời gian tới đồng chí Nguyễn Xuân Phúc hay đồng chí Vũ Đam có thể đảm nhiệm những cương vị mới cao hơn, hoặc là những cương vị ngang bằng,
Tuy nhiên chúng ta luôn tin tưởng rằng với những con người Đảng chúng ta đã giáo dục, đã rèn luyện, đã lựa chọn, thì Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm của chúng ta sẽ không ngừng gặt hái được nhiều thành công và luôn luôn vững chãi trên con đường phát triển phía trước. Những cái nội dung chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay thì mong là nhận những cái nội dung là tham khảo và giải trí, mục đích là xây dựng cái khối đoàn kết toàn thể dân tộc. Mong nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của toàn thể quý vị các bạn. Cuối cùng chúc các bạn có một sức khỏe thật tốt, một trí tuệ thật minh mẫn và có những cái thành công trong cái thời gian tiếp theo. Chào toàn thể tất cả các bạn.